Hôm nay là một cái mảnh đất mặt tiền đường nhựa và giá là 500 triệu cho một sào nhé anh chị. Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong cái video ngày hôm nay, Hiệp chia sẻ với anh chị một cái mảnh đất thuộc mặt tiền đường nhựa như anh chị đang thấy nè. Trước mặt anh chị là cái mảnh đất đây và giá chỉ có 500 triệu thôi. Rất là nhiều anh chị comment nói là chỉ cần đưa giá, diện tích và vị trí thôi. Thì nếu anh chị muốn chỉ 3 thông tin đó thôi, anh chị có thể coi video short ở trong cái kênh của Hiệp nha. Còn Hiệp có thêm cái video dài để cho những cái anh chị chưa có nắm hết các cái thông tin xung quanh cái vị trí, xung quanh miếng đất và cái cách làm của Hiệp thì có thể tham khảo thêm. Anh chị có thể vào cái kênh fanpage Người Tốt Bán Đất để coi những cái thông tin này. Khi anh chị không có thời gian, anh chị có thể lướt nhanh nha. Thì tùy vào cái cách truyền tải, Hiệp có rất là nhiều nội dung để phù hợp với từng anh chị, phù hợp với thời gian, phù hợp với nhu cầu các anh chị. Rồi quay lại cái lô đất thì hôm nay Hiệp có cái lô này, diện tích nó là 28.600 m², tức là hơn 2,8 hectare anh chị, 2,86 hectare. Và cái mặt tiền giáp đường này nè anh chị là nó 60 mấy mét đó, hơn 60 mét giáp mặt tiền. Và đặc biệt là lô đất này nó hai mặt tiền nha anh chị. Còn trước mặt đất mình thì nó cũng khá là bằng phẳng. Và cái khu vực này nó sẽ có cái kênh nước ở phía trước đất đó anh chị. Còn phía bên đất thì có, anh chị nhìn thấy nè, dây điện, dây đóm các kiểu đi rất là nhiều. Tức là về điện và nước là rất ok ha. Bởi vì những cái mảnh đất mẫu á, cái kinh nghiệm của Hiệp hay chia sẻ đó là đất mà có điện, có nước, đó là một lợi thế rất là lớn anh chị. Bởi vì khi mình làm nhà vườn, mình làm cái gì đó thì mình phải, cái nhu cầu là mình cần điện, cần nước. Nhiều lúc mà nó xa quá, nó chưa có điện, có nước thì nó cũng là một cái hạn chế, và đương nhiên càng xa càng rẻ. Còn hôm nay thì cái lô đất này nó cách bờ biển Phan Thiết, cách Lotte Mart tầm cỡ 19 km là đến biển, trung tâm biển Đồi Dương Phan Thiết luôn nha anh chị nha. Còn nếu mà tính đến rìa Phan Thiết thôi thì tầm cỡ 14 cây, tầm cỡ 14 cây là đến rìa Phan Thiết. Thì đó là những cái thông tin chính xác. Hiệp luôn đưa những cái thông tin chính xác để anh chị theo dõi. Khi mà những cái thông tin như thế này là đôi lúc nó chính xác, nó sẽ bất lợi cho người bán anh chị, nó bất lợi. Nhưng mà không phải vì vậy mà Hiệp không đưa lên ha. Hiệp vẫn đưa chính xác theo Google Maps để anh chị có cái quyết định, có hiểu được cái mảnh đất nó như thế nào để mà mình ra quyết định cho nó dễ, hoặc ít nhất anh chị cũng sẽ hình dung được nó như thế nào. Rồi cái ưu điểm tiếp theo của cái mảnh đất này, ngoài cái việc là nền đất anh chị nhìn thấy nó bằng phẳng ha, thì nó có hai mặt tiền, một mặt tiền đường nhựa và một mặt tiền đường đất. Đường đất cái chỗ này là tầm cỡ 10 mấy 20 mét đầu tiên là nó cái lòng đường tầm cỡ 6 mét, nhưng mà vô trong nó nở ra anh chị, vô đến mấy cái cây bạch đàn cái gì ở phía trong này nè là nó nở ra chắc phải là 8-9 mét đó, nó rộng thênh thang luôn. Và anh chị đi vào trong một chút xíu sẽ thấy đây, hai xe không phải là tránh nhau nữa mà hai xe tránh nhau vô cùng thoải mái luôn, cực kỳ thoải mái luôn. Còn cái nền đất anh chị nhìn thấy nè, nó một là nó có mốc, cái thứ hai nữa là nó có mặt bằng anh chị, mặt bằng nó ok, mặt bằng nó tốt. Chứ còn một số cái mảnh đất mà mặt bằng nó gồ ghề quá hoặc là nó bị này nọ các kiểu thì cũng sẽ tốn cái công cải tạo. Đây là bối cảnh từ trong nhìn ra cái đường ha anh chị. Thì khu này cũng là dân cư ha, trước mặt mình rất là nhiều nhà cửa. Đương nhiên ở đây là vùng ven anh chị, vùng ven và cái khu vực này thì nó không đông dân cư lắm đâu. Và đặc biệt là ngoài cái việc một số người, ví dụ như anh chị mua ở đây mà anh chị đầu tư thì anh chị cũng không có ở. Rồi những cái nhà dân ở đây thì họ cũng 1-2 hectare là trung bình. Có nhiều người nhiều là cả chục hectare anh chị, nhưng nó rộng lắm, cho nên nó sẽ nhìn thấy nó thưa thớt. Nhưng mà cái gì cái nhìn con đường thì nó thẳng, nó to, nó rộng, ngon ghê anh chị. Và đặc biệt nha, cuốn sổ này nó thể hiện hai mặt tiền nha, một mặt tiền đường nhựa có thể hiện trên sổ và mặt tiền đường đất ở bên hông. Đường đất này nè anh chị, to nè, nó cũng thể hiện trên sổ luôn, nó thể hiện hai mặt tiền luôn nha, chứ không phải là chỉ là thực tế không. Thì trong các cái video của Hiệp á, Hiệp luôn cố gắng làm sao để anh chị dễ hình dung nhất. Còn anh chị mà còn cần biết thêm những cái thông tin gì anh chị chưa có rõ thì anh chị hãy gọi điện, Hiệp và đội ngũ cộng sự sẽ hỗ trợ. Anh chị gửi tin nhắn Zalo, nhưng anh chị hãy có cái giới thiệu để cho Hiệp biết là ai nha. Vì bản thân, đặc biệt những khách hàng mà mua bên Hiệp rồi sẽ biết Hiệp cực kỳ không thích cái chuyện mà spam, cho nên bản thân mình không thích thì Hiệp sẽ không bao giờ đi làm cái điều đó với khách hàng. Cho anh chị sẽ thấy Hiệp không bao giờ spam khách hàng, không bao giờ cell phone gọi điện, tất cả những kỹ thuật Hiệp biết hết anh chị. Hiệp trainer mà, Hiệp biết hết. Nhưng Liên Hiệp không làm cái điều đó. Đó là cái tiêu chuẩn thôi anh chị, đó là cách làm của mỗi người thôi, để cho mà Hiệp cùng chia sẻ với lại tất cả mọi người, chứ không phải là khen hay chê gì hết. Mỗi người một tiêu chí làm nha, chia sẻ thêm sơ qua để cho mọi người hiểu thôi. Còn đây là nền anh chị, cái này là gợi ý thôi nha, chứ Hiệp cũng không đảm bảo, không có bao mấy chuyện này cho các anh chị được. Đó là cái mảnh đất này á, đó, người ta gợi ý là có thể cắt nhỏ ra. Cắt nhỏ, đương nhiên bây giờ anh chị sẽ hỏi là bây giờ có cắt được hay không, như thế nào, thì đó là một cái phạm trù riêng. Thật lòng mà nói, công ty Hiệp là công ty bất động sản để có cái chức năng đầu tư và môi giới bất động sản anh chị. Mình sẽ giới thiệu những cái mảnh đất của khách hàng gửi, những mảnh đất nào nó phù hợp thì Hiệp sẽ bán cho khách hàng. Tuy nhiên thường sẽ hỗ trợ những khách hàng mà mua bên Hiệp á, thêm những cái phần pháp lý ở ngoài. Đương nhiên đó không phải là cái trách nhiệm của mình anh chị, vì cái trách nhiệm của mình là đi môi giới thôi, môi giới một cái miếng đất nó hoàn thiện anh chị, nhưng mình cái phần nào mình làm được thêm cho khách hàng là mình sẽ làm. Hiệp tập trung gia tăng giá trị cho những khách hàng mà mua đất bên mình sẽ được thụ hưởng những cái giá trị đó nha anh chị, để một khách hàng có thể giới thiệu cho mình nhiều khách hàng khác nữa, chứ không phải là chỉ có bán một lần rồi thôi. Đó là cái cách và cũng là cái lý do mà anh chị thấy là tại sao Hiệp thường là đưa ra những cái thông tin nó rõ ràng lắm, để cho mọi người hiểu, mọi người theo dõi và sẽ biết, đặc biệt những anh chị mà theo dõi Hiệp lâu rồi đó. Rồi đây là bối cảnh anh chị đứng giữa. Hiệp xin nhắc lại là cái mặt tiền nó khoảng 65-66 mét, còn cái mặt bên hông đường đất này là dài hơn 200 mét lận nha anh chị. Tổng diện tích nó là 28.600, hơn 28.600 mét, cho nên là nó rất là rộng và nó rất là dài. Nhà mình ở, ví dụ mình có cái nhà vườn xào, 2 xào mình thấy bự rồi, cái này là đến là 20 mấy xào rồi nha anh chị. To khủng khiếp luôn đó, to lắm. Mà thấy Hiệp thấy nó cũng đẹp. Các bạn đi khảo sát về thấy cũng khá là ok ha. Và cái giá bán cho cả cái lô đất này là 500 triệu cho một xào. Có bao nhiêu xào cứ nhân lên nha anh chị. Và cũng không có bán lẻ nha. Chắc chắn rồi, nếu mà anh chị mua lẻ thì cái giá không có giá này đâu. Cái giá nó phải cao hơn rất là nhiều. Nếu mà 1 xào, 2 xào thì không có phải là anh chị sẽ bỏ thêm tiền vào đó và chấp nhận cái tiền tách thửa, ví dụ vậy đi, thì cái đó là không phải ha. Cái này bán sỉ và bán lẻ nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Cái thứ hai là khi mà bán xong người khác thu về đủ cái khoản tiền họ trong khoảng thời gian nó khác. Còn bây giờ phải đi làm các cái thủ tục này nọ và họ sẽ làm nhỏ nó ra, tách thửa ra, thì chắc chắn là giá nó phải khác nha, chứ không phải là cộng thêm vài 30 triệu là họ bán. Và chắc chắn miếng này là không bán lẻ anh chị ạ. Miếng này không bán lẻ, một sổ thể hiện là hơn 28.600. Rồi thì mảnh đất này nó cũng chỉ có một là móc giới thì đã nhìn thấy ok anh chị, móc giới ok. Thứ hai nữa là nó có 2 mặt tiền, thì anh chị cũng đã nhìn thấy mặt tiền ở ngoài rồi, đã nhìn thấy nhà dân ở trước mặt anh chị đây nè, rồi nhìn thấy cái mặt tiền bên hông là cái con đường đất cũng rất là to, rồi cái nền đất thì cũng ok. Và Hiệp xin nhắc lại là vị trí này cách bờ biển, cách Lotte Mart, cách cái điểm mà công cộng nhất, trung tâm nhất, center nhất của thành phố Phan Thiết là khoảng 19 km nha. Và xung quanh đây thì có cái mảnh đất này nó bán cái giá này thôi anh chị, chứ còn quanh đây không có ai bán cái giá 500 triệu hết trơn á. Và đương nhiên rồi, cái mảnh đất này nó lớn và người chủ muốn bán giá bao nhiêu thì bên Hiệp cũng sẽ bán đúng cái giá theo người chủ đề xuất. Và khi mình thấy cái giá nó hợp lý thì Hiệp sẽ bán, còn giá nó cao thì Hiệp sẽ một là có thể trao đổi lại với chủ là giá này sẽ phải hợp lý với thị trường thì Hiệp sẽ bán, rao bán cho. Thứ hai nữa là nếu mà giá cao thì Hiệp sẽ để lại để chờ chạm với thị trường Hiệp sẽ mới bán. Thì đó là những cái cách làm anh chị, cách làm. Chứ bây giờ hầu hết các anh chị bên Hiệp là nhà đầu tư không, mà mình đưa giá cao cho nhà đầu tư thì anh chị sẽ không có lời hoặc rất là khó lời, và đây là cái điều không mong muốn. Đến thời điểm này tất cả các nhà đầu tư làm việc với Hiệp đều hiệu quả anh chị, bởi vì quá trình làm Hiệp và đội ngũ cộng sự rất là kỹ lưỡng, chu đáo, đang cố gắng làm những điều tốt nhất có thể anh chị, luôn cố gắng làm những điều tốt nhất có thể để khách hàng có thể thụ hưởng cái dịch vụ, thụ hưởng cái quá trình mình nỗ lực để làm và hoàn thiện mình từng ngày ha anh chị, hoàn thiện quá trình làm từng ngày. Thì đây là những cái chia sẻ để cho anh chị hiểu hơn về doanh nghiệp của Hiệp thôi. Rồi tóm lại hôm nay Hiệp có cái mảnh đất 2 mặt tiền ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Cái này là thôn Trũng Liêm nhé anh chị. 28.600 m2 đất cây trồng, giá bán là 500 triệu một sào. Anh chị nào quan tâm thì liên lạc với Hiệp nhé. Rồi Hiệp sẽ kết thúc video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem. Bye bye anh chị. Chúc anh chị một ngày tốt lành và hiệu quả. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Tạm biệt.